cặp loa Prodeo 480, một dòng loa của Nhật Bản. Em bán cực kỳ là chạy. Dòng loa này được sử dụng bát 25 nhé các bác nhá. Hai tép và chất âm của cặp loa này chắc không phải bàn cãi, nó rất hay, rất tuyệt vời. Tiếng bát nó rất là sâu mạnh, lực. Đấy, bán liên tục các bác nhá. Giá tiền hơn 2 triệu đồng, ngang với một cặp loa Việt Nam đóng thôi mà các bác được sử dụng sản phẩm của Nhật nhá. Hàng bãi xịn nhá, chứ không phải là hàng bờ, hàng bụi đâu các bạn. Hàng đẹp xuất sắc. Vâng. Với cặp loa này các bác trưng bày với những cặp loa BMB hoặc cặp loa Bose các bác đang có thì nó rất là hợp. Trông nó tông màu và lền lã, độ sang trọng, quý phái trên cặp loa rất là đẹp đẽ nha các bác nhá. Cái riêng cái thương hiệu Prodeo này là các bác biết rõ rồi, Nhật Bản. Và các bác trưng bày cặp loa này trên tủ, trên kệ thì các bác thì ai vào cũng đánh giá, các bác biết chơi vì nó là hàng xịn sò. Nếu các bác chơi những hàng nhái, hàng fake thì một là nhìn đã thấy nó mất cảm tình rồi, hai là chất âm của nó không thể là hay. Còn các bác chơi những hàng xịn, hàng chất lượng này nó rất là hay và giá tiền rẻ ngang với cả loa gióng nhá. Chẳng qua nó là sản phẩm hàng bãi. Thực sự hàng bãi mà nó đẹp như thế này thì các bác trưng bày trong căn phòng khách, những nhà mới, nhà đẹp các bác trông rất là đẹp nhá, mà trông nó có độ tinh tế. Và thêm điều nữa là nhìn, nói chung là về nhãn quan, những bác nào đã chơi những dòng loa vài chục triệu mà vào nhà các bác bày những cặp loa này, các bác cũng được đánh giá là những bác biết chơi. Đấy, không nhất thiết phải nhiều tiền, nhưng mà anh em bạn bè hoặc những người chơi loa xịn nhìn thấy các bác trưng bày những cặp loa Prodeo hoặc Bose đi với nhau, nhiều bác đánh giá là biết chơi và rất hay. Và giá tiền thì nó lại rất là rẻ, không cần nói đến giá tiền, chỉ cần nhìn vào đây là biết là chất chơi thôi, biết chơi. Đấy, chứ không cần thiết phải nhiều tiền mà chất âm nó tuyệt vời hay. Thế tại sao em bán rất là nhiều và đam mê. Thậm chí những cái cặp loa em bán vài chục triệu rất là nhiều, nhưng tại sao em rất đam mê về cái chất lượng của sản phẩm. Rõ là nó rất ít tiền như em bán, nhưng nhiều nơi họ tránh những sản phẩm này, họ bán những dòng loa, loa full, loa chuyên nghiệp ấy. Thực sự là họ bảo ơi bây giờ ai dùng loa làm, nhưng thực sự là nói rõ với các bác là loa này là cái lợi nhuận nó rất là ít, công vệ sinh và làm hàng rất là nhiều công. Đấy, các bác nên nhớ như vậy. Bên em tại sao làm được, vì một là bên em có công nhân công, có anh em thợ chuyên nghiệp. Cái tiếp theo là bên em có diện tích rộng thoải mái để nhập hàng. Đấy, nó rất nhiều lý do và kỹ thuật trực tiếp, cho nên em vẫn phải duy trì những sản phẩm nó chất lượng cao và hay nhưng giá tiền lại rẻ. Đấy, thì với cái bài phân tích nói rõ, đối với những cặp loa như thế này nó là ngon, bổ rẻ, thực sự thật chất luôn. Và em cũng đã từng nói với anh em bảo không có một cái loa nào nó so với tầm tiền mà nó rẻ như cặp loa này, nghĩa là nó rẻ chưa từng thấy các bạn, đã xịn, đã chất lượng mà giá rẻ như là loa, nghĩa là rẻ như bèo luôn, không một từ gì để tả. Nó so với chất lượng nó quá là rẻ. Đối với chất lượng của cặp loa này, như so với những sản phẩm hàng nhái, những cái hàng gọi là vớ vẩn ấy, thì cặp loa này nó phải xứng đáng 6 đến 7 triệu đồng. Đấy các bác nhá, đấy là em chia sẻ rất là rõ. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm Ngọc Quang test thử và chia sẻ sâu thêm về cái sản phẩm loa Prodeo này. Phải nói là cực kỳ là chất lượng. Cặp loa này về cho bác khách ở Hà Lam các bác nhá. Nói chung là rất nhiều các bác đã đặt những sản phẩm này. Rồi những bác ở Thái Bình, các bác ở Nam Định và đặc biệt là thủ đô Hà Nội, các bác đặt liên tục những cặp loa này trong căn phòng các bác nhỏ gọn nhưng nó rất hay và sang trọng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào các bác.